Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn về cách copy giữ nguyên định dạng trong Word. Để copy giữ nguyên định dạng trong Word, bạn chỉ cần thực hiện theo hai bước như sau. Bước thứ nhất, bôi đen văn bản có định dạng cần copy. Sau đó bạn vào tab Home và chọn Format Painter. Và bước thứ hai, bạn chỉ cần bôi đen phần văn bản muốn dán định dạng. Ví dụ bây giờ mình sẽ copy định dạng của dòng Đỗ Bảo Nam Blog xuống dòng thứ hai thì bạn làm như sau. Đầu tiên, bạn bôi đen văn bản có định dạng cần copy. Sau đó trong tab Home, bạn chọn Format Painter. Và bước thứ hai, bạn bôi đen phần văn bản muốn dán định dạng. Giả sử ở đây mình muốn dán vào chữ Đỗ Bảo Nam Blog ở dòng thứ hai. Bạn chỉ cần bôi đen, sau đó nhả chuột trái. Thì như vậy bạn đã copy giữ nguyên định dạng trong Word. Như vậy, video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Blog vừa chia sẻ với bạn nhanh và ngắn gọn về cách copy giữ nguyên định dạng trong Word. Nếu bạn có những câu hỏi cần giải đáp, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này để được Đỗ Bảo Nam Blog hoặc các bạn xem video có thể hỗ trợ bạn kịp thời. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Blog, bạn hãy click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và nhận thông báo khi có video hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích khác trên kênh Đỗ Bảo Nam Blog trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bảo Nam Blog và truy cập vào website dobaonamblog.com. Tại website này, Đỗ Bảo Nam Blog có rất nhiều thông tin hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thuật thuật máy tính, Style Browser, v.v. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.